Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày đầu tháng, buổi tối ngày 1 tháng 10, Hòa Danh chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Hòa Danh đọc phần tiếp theo của quyển sách Tinh Hoa Lãnh Đạo, đó là phần thứ 6, Biết Lắng Nghe. Trong cuốn The Contrarian's Guide to Leadership, Stephen Sample viết, người bình thường có ba ảo tưởng: một, anh ta là một nhà lãnh đạo giỏi; hai, anh ta là người có khiếu hài hước; và ba, anh ta là người biết lắng nghe. Tôi mắc phải cả ba điều trên. Tôi không bao giờ quên được những lần cảnh báo của một đồng nghiệp nữ về việc tôi không biết lắng nghe. Cô nói, John, khi mọi người nói chuyện với anh thường sao nhãng và nhìn quanh phòng. Chúng tôi không biết anh có đang nghe chúng tôi nói không. Tôi đã rất ngạc nhiên vì, cũng giống như nhiều người khác, tôi thật sự nghĩ mình là người biết lắng nghe. Điều đầu tiên tôi làm khi đó là xin lỗi. Tôi tin vào sự đánh giá này và tôi biết người đồng nghiệp đã lấy hết can đảm để nói với tôi. Tôi là sếp của cô ấy. Điều thứ hai tôi làm là bắt đầu thay đổi. Trong nhiều năm, tôi thường xuyên viết chữ L vào góc tập giấy nhỏ bất cứ khi nào đang tham gia một cuộc gặp gỡ thảo luận để nhắc nhở bản thân lắng nghe. Đôi khi tôi viết hai chữ L, N để nhắc nhở mình nhìn thẳng vào họ khi lắng nghe. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong cách quản lý của tôi. Stephen Sample nói, rất nhiều nhà lãnh đạo không biết lắng nghe. Họ thực sự cho rằng nói quan trọng hơn lắng nghe. Cũng có một số nhà lãnh đạo hiểu tốt hơn là nghe trước và nói sau. Và họ lắng nghe rất khéo léo. Lắng nghe mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với những gì mọi người thường nhận thấy. Gần đây tôi đọc một câu chuyện cười trong cuốn sách Leadership, tạm dịch Kẻ Bóc Lột của Jim Lane. Hai anh chàng lỗ mãng đang đi săn trong rừng thì một người ngã xuống đất. Anh ta dường như đã ngừng thở, mắt trợn ngược lên. Người kia lấy ngay điện thoại và gọi 911. Anh ta cuống cuồng nói với người trực tổng đài, Woodba đã chết, tôi phải làm thế nào đây? Người trực tổng đài nói với một giọng bình tĩnh và dịu dàng, hãy bình tĩnh, tôi có thể giúp anh. Đầu tiên, hãy chắc chắn là anh ta đã chết. Một khoảng yên lặng và sau đó là một tiếng súng vang lên. Quay trở lại đường dây, anh ta nói, được rồi, giờ phải làm sao? Bài học từ câu chuyện trên là, chúng ta thường không thật sự lắng nghe và hiểu chính xác điều được truyền đạt. Người thợ săn ở trên đã nghe thấy những điều người trực tổng đài nói với anh ta và máy móc đảm bảo chắc chắn người bạn cùng đi săn đã chết. Nhưng nếu anh ta thật sự lắng nghe, anh ta đã không giết người bạn. Câu chuyện trên rất ngớ ngẩn nhưng nó hàm chứa một sự thật quan trọng. Khi bạn không thật sự lắng nghe, bạn sẽ lãnh đạo kém hiệu quả hơn và những điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những người làm theo bạn. Tôi từng đọc một nghiên cứu nói rằng chúng ta nghe thấy một nửa những điều được nói ra, lắng nghe được nửa những điều nghe thấy, hiểu một nửa những điều được lắng nghe, tin một nửa những điều ta hiểu và nhớ một nửa những điều ta tin. Nếu bạn áp dụng những giả định trên vào một ngày làm việc, kết quả như sau. Bạn dành khoảng 4 giờ để nghe, bạn nghe khoảng 2 giờ những gì được nói ra, bạn thực sự lắng nghe khoảng 1 giờ, bạn chỉ hiểu 30 phút của một giờ đó, bạn chỉ tin vào 15 phút của những gì bạn hiểu, và bạn nhớ được chưa đầy 8 phút của tất cả những gì được nói ra. Đây thực sự là một kết quả rất đáng buồn và nó chỉ ra rằng tất cả chúng ta cần phải chăm chỉ chủ động lắng nghe hơn. Nhà lãnh đạo hiệu quả là người biết lắng nghe. Với mong muốn trở thành một người biết lắng nghe hiệu quả hơn nên tôi đã chủ động quan sát các nhà lãnh đạo trong nhiều năm và chú ý đặc biệt đến cách họ lắng nghe người khác. Và tôi đã đi đến kết luận về tầm ảnh hưởng của việc biết lắng nghe đến khả năng lãnh đạo. Hiểu người khác trước khi lãnh đạo họ. Lãnh đạo bắt nguồn từ sự thấu hiểu. Để lãnh đạo hiệu quả, người đó phải có hiểu biết sâu sắc về tâm lý học, nhạy cảm với những hy vọng và mơ ước của các thành viên trong nhóm là điều cần thiết để kết nối và tạo động lực cho họ. Trong cuốn sách 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, tôi có viết về nguyên tắc kết nối. Nhà lãnh đạo thấu hiểu trái tim người khác trước khi yêu cầu họ làm việc. Bạn không thể kết nối với ai đó nếu không cố gắng lắng nghe và thấu hiểu họ. Đòi hỏi sự giúp đỡ của một ai đó mà bạn không kết nối với họ không chỉ không công bằng mà còn không hiệu quả. Nếu bạn muốn kết nối hiệu quả với mọi người, hãy đặt ra mục tiêu thấu hiểu họ. Lắng nghe là cách học hỏi tốt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sinh ra có một cái miệng và hai cái tai. Khi không lắng nghe, chúng ta đã đánh mất cơ hội học hỏi. Bạn từng nghe câu nói, trăm nghe không bằng một thấy. Vậy thì lắng nghe cũng giống như thế. Trong chương trình nói chuyện của các phát thanh viên Larry King, cô nói, tôi luôn tự nhắc nhở mình mỗi buổi sáng, những gì tôi nói ngày hôm nay không dạy tôi điều gì mới. Vì thế, nếu tôi muốn học hỏi, tôi phải học bằng cách lắng nghe. Năm 1997, tôi chuyển đến Atlanta, Georgia. Ngay lập tức, tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của cộng đồng người Mỹ. Phi, đến thành phố này, tôi muốn kết bạn với con người trong cộng đồng này để học hỏi từ họ. Tôi nhờ bạn tôi, Sam Chen, sắp xếp 4 bữa trưa với một số người đứng đầu cộng đồng này. Đó là một trong số những kinh nghiệm quý báu nhất mà tôi học hỏi được trong cuộc đời. Trong suốt thời gian dùng bữa cùng nhau, chúng tôi trở nên rất thân thiện. Tôi luôn đưa ra những câu hỏi và lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời.
Sau mỗi bữa ăn cùng những người bạn mới, tôi đều cảm thấy trân trọng hơn những con người tôi đã gặp và kinh nghiệm sống của họ. Rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên về tôi. Với kinh nghiệm quản lý của mình, tôi đã không tìm cách dạy họ về sự lãnh đạo. Trong các buổi học đặc biệt đó, tôi lại là người học trò, còn họ là những người thầy. Giờ đây, tôi vẫn đang lắng nghe và học hỏi rất nhiều từ những người lãnh đạo này, những người đã trở thành bạn tôi sau những bữa ăn trưa đó.